X51 Story mến chào quý thính giả. Lịch sử nhà Nguyễn có hai giai đoạn khác biệt nhau. Giai đoạn thứ nhất là lịch sử của các chúa Nguyễn với 204 năm bắt đầu từ chúa Nguyễn Hoàng và trấn thủ Thuận Hóa năm 1558 đến chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh bại Tây Sơn và xưng đế năm 1802. Mặc dù năm vị tổ tiên đầu tiên của nhà Nguyễn vẫn nhận quan tước nhà Lê và Nguyễn Phúc Chu năm 1702 mới xưng chúa, song ý đồ cát cứ đã bắt đầu từ Nguyễn Hoàng nên cả 9 vị đều có thể gọi là các chúa Nguyễn. Giai đoạn thứ hai là triều Nguyễn với 143 năm từ khi Nguyễn Ánh đăng quang kéo dài đến năm 1945, khi Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố thoái vị trong cách mạng tháng 8. Lịch sử các chúa Nguyễn và triều Nguyễn là thời kỳ rất đặc biệt, vô cùng phức tạp, đầy mâu thuẫn trong lịch sử nước nhà. Chính sách đối ngoại và ngoại giao của các chúa Nguyễn và triều Nguyễn cũng nằm trong cái phức tạp mâu thuẫn đó. Cùng một vấn đề, cùng một sự kiện, nhưng đánh giá của giới nghiên cứu rất khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Có người thì khẳng định là công, song có người lại cho là tội. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn và việc sát nhập tiểu quốc Hà Tiên về Việt Nam thế nào nhé. Nhà sử học Phan Huy Chú rất đúng khi nhận xét rằng, trong việc trị nước, hỏa hiếu với láng giềng là việc lớn mà những khi ứng thủ lại rất quan hệ. Cho nên nghĩa tu hiếu, nghĩa là việc giao hiếu, chép ở Kinh Xuân Thu, đạo giao lân, nghĩa là giao thiệp với các nước láng giềng, chép ở Hiền Truyện, sách Mạnh Tử, chính là đem lòng tin thực mà kết giao, người có quyền trị nước phải nên cẩn thận. Trung Quốc luôn là người láng giềng lớn mạnh của Việt Nam. Trung Quốc phong kiến lại có tư tưởng bành trướng, bá quyền đối với nước ta và nhiều lần xâm lược Việt Nam. Cũng như các triều đại trước đó, ứng xử với Trung Quốc luôn là sợi chỉ đỏ trong chính sách đối ngoại quốc gia. Nhà Nguyễn cũng vẫn phải thực hiện chính sách thần phục Mãn Thanh, nhận phong tước của nhà Thanh, thậm chí thời kỳ đầu phải ra Thăng Long để tụ phong, vì sứ Thiên Triều không chịu vào Huế. Mặt khác, nhà Nguyễn vẫn có ý thức đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững biên giới quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ thương mại Đại Nam Trung Quốc. Đó là chính sách ngoại giao đúng đắn, mềm mỏng nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Trong quan hệ với các nước láng giềng như Cao Miên, Lào, chính sách của triều Nguyễn là luôn tìm cách phát huy ảnh hưởng, buộc họ thần phục, cống nạp. Khi có cơ hội thì sát nhập vào lãnh thổ nước mình, khi không có cơ hội thì gây ảnh hưởng để tạo thành phiên dậu của mình. Chính sách trên có điều kiện thuận lợi để triển khai do nội bộ các nước đó luôn có chia rẽ, xung đột và thường có lực lượng tìm đến Đại Nam, cũng như nước Xiêm láng giềng để nhờ cậy với mục đích thoán đoạt quyền lực và được bảo hộ. Đó cũng là bản chất của giai cấp phong kiến nói chung, trong đó có phong kiến Việt Nam, là đặc điểm cá lớn nuốt cá bé của quan hệ quốc tế lúc bấy giờ. Đó chính là lý do giải thích tại sao nước Đại Nam hùng mạnh của Minh Mệnh vào các năm 1827 và 1835 đem quân sang Ai Lao và Cao Miên. Việc nhà Nguyễn thuần phục và thâu nạp tiểu quốc Hà Tiên vào Việt Nam là một minh chứng điển hình của chính sách ngoại giao khôn khéo. Tiểu quốc Hà Tiên, xưa kia, đây là vùng đất của Vương quốc Phù Nam, sau thuộc Chân Lạp và đế chế Khmer, trong tiếng Việt gọi là Mang Khảm, còn gọi là Phương Thành, Trúc Phan hay Đồng Trụ. Từ giữa thế kỷ 17, những lưu dân người Việt và người Hoa đã đi thuyền dọc theo đường biển đến tận vùng này sinh sống. Tên gọi Hà Tiên do Mạc Cửu đặt, vì tương truyền xưa kia có tiên xuất hiện trên sông Giang Thành. Mạc Cửu là người nhà Minh, sinh năm 1655 ở Lôi Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Vào những năm 70 của thế kỷ 17, người Mãn Thanh, sau thời gian tràn vào Trung Quốc, lật đổ triều đại nhà Minh, thiết lập triều đại nhà Thanh thì đến lúc này cũng đã chấn dẹp xong những phản kháng yếu ớt cuối cùng của dư đảng nhà Minh ở Quảng Đông. Không chịu chung sống dưới sự thống trị của nhà Thanh, Mạc Cửu đưa gia đình cùng những người đồng hương thân tín xuống thuyền, tha hương về phương Nam. Sải Mạt còn gọi là Sóc Mẹt hay Túc Mea, trong sách vở phương Tây, Túc Mia, trên bản đồ hành chính các nước Việt, Lào, Campuchia vẽ năm 1995. Bây giờ thuộc tỉnh Campos, Campuchia là địa điểm đổ bộ đầu tiên, sau những ngày dài lang bạt trên biển Đông của đoàn thuyền Mạc Cửu. Sải Mạt ngày ấy đất đai còn hoang vu, thưa thớt dân cư nhưng cặp mắt tinh tường của một thương gia trước đây từng đã từ Hoa Nam đến Phi Luật Tân, tức Philippines, Balavia, tức Indonesia, làm ăn. Buôn bán của Mạc Cửu đã sớm nhận ra một viễn cảnh thịnh vượng, trù mật không xa nếu biết khai thác nơi đây. Do bấy giờ Sải Mạt đang thuộc về triều đình nước Chân Lạp nên từ Sải Mạt, Mạc Cửu đã đến ngay Udon, chạy được một chức quan gọi là Ốc Nha, chuyên lo việc thương mại rồi trở về, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách mở sòng bạc, thu lợi từ hoa chi, thuế đánh bạc. Sau đấy, nhờ may mắn đào được một hầm bạc nên càng trở nên giàu có. Nhưng đến khoảng những năm từ 1687 đến 1688, quân nước Xiêm La láng giềng tràn sang đánh phá Chân Lạp, Mạc Cửu gặp phải họa lớn, phải đi theo quân Xiêm La về nước ấy. Sống 10 năm ở hải cảng Mường Galapuri, sử sách Việt gọi là Vạn Tuế Sơn Hải Tân, rồi mới trốn về được. Từ đây, khoảng năm 1700, chính thức mở ra thời kỳ hoạt động rầm rộ của Mạc Cửu trên cả vùng Duyên Hải, Vịnh Thái Lan, mà chủ yếu là dựa trên nền tảng của việc đã sẵn nhiều người Việt Nam, Hoa, Chân Lạp, Trà và tìm đến tụ cư, chiêu mộ, thêm những dân lưu tán từ các nơi về làm ăn, sinh sống.
đặc biệt là tổ chức thành công việc, lập ấp, tức thiết lập các đơn vị hành chính cư dân gọi là xã thôn, trên miền đất ấy. Ông lập ra 7 sòng bạc dọc bờ biển, Mán Khảm, Hay Mang Khảm, Pim, Long Kỳ, Rim, Cần Bột, Campos, Hương Úc, Campong Som, Sải Mạt, Chiêu Mi hay Ban Tây Mi, Linh Quỳnh, Kiri Vong và Phú Quốc, Cao Hát Chan, thủ phủ đặt tại Mán Khảm, tức Hà Tiên, sau đổi thành Căn Khẩu, Căn Kháo hay Căn Cáo. Tiếng đồn vang xa, lưu dân gốc Hoa từ khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp, dần dần vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh. Một hình thức tiểu quốc được sách, văn hiến thông khảo, đời Thanh gọi là nước này, Pierre Poivre gọi là Vương quốc Pontiamus, còn sử nhà Nguyễn gọi là Căn Khẩu quốc đã hình thành trên những thôn xã ấy của Mạc Cửu. Năm 1708 là thời điểm có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đối với cuộc đời Mạc Cửu, cũng như cả miền đất do ông thiết lập. Ấy là lúc triều đình Chân Lạp nội tình thì rối ren, suy thoái, bên ngoài thì Xiên La thường xuyên uy hiếp, đánh phá, khiến áp lực đối với Mạc Cửu rất lớn. Do đấy, ông quyết định theo lời khuyên của nhiều người, trong đó có cả bà vợ thứ, là Bùi Thị Lẫm, người Việt, quê ở Biên Hòa, cả bà mẹ già, nhớ con, nên đã vượt biển đến tìm và sống cùng ông nữa. Nhưng sử sách chỉ chép được tên một mưu sĩ là Tô Quân, rằng Nam Triều của các chúa Nguyễn có tiếng nhân nghĩa, uy đức, vốn đủ tin cậy. Không gì bằng đến gõ cửa xưng thần để gây thế bám rễ vững chắc. Nếu có một biến cố gì thì nhờ giúp đỡ. Thế là vào tháng 8, mùa thu năm Mậu Tý, tức năm 1708, một phái đoàn do các thuộc hạ của Mạc Cửu là Trương Cầu, Lý Xá theo lệnh chủ đã lên đường, mang theo lễ vật và tờ biểu đến Phú Xuân, xin yết kiến chúa Nguyễn Phúc Chu, khẩn cầu xin được bảo hộ để đứng đầu, trông coi đất, mới được mở mang thành 7 xã thôn ấy, như sách Gia Định Thành Thông Chí đã chép. Bấy giờ, sứ đảng trong nước Việt của các chúa Nguyễn từ năm 1698 đã được tướng Nguyễn Hữu Kính, tức Nguyễn Hữu Cảnh, mở mang, đặt định, lập thành phủ Gia Định ở trung tâm miền Nam Bộ ngày nay, và đang tiếp tục kinh lược, tức thu xếp mở mang, đặt định bộ máy chính quyền người Việt ở mạn cực Tây Nam. Được Mạc Cửu tự nguyện đem miền đất ở mạn ấy xin thần phục thì rõ ràng và chắc chắn không gì đáng trông đợi hơn. Lập tức, vẫn như lời sách Gia Định Thành Thông Chí, chúa Nguyễn Phúc Chu chuẩn ban cho Mạc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên và phong tước cho là Cửu Ngọc Hầu. Đây là biện pháp lưỡng lợi cho cả hai bên, các chúa Nguyễn và sứ đảng trong của nước Việt không tôn mũi tên hòn đạn và áp lực chính trị nào mà vẫn mở mang bờ cõi, nhập vào bản đồ quốc gia, được một miền đất đai và cư dân rộng lớn, quan trọng và chủ mật. Còn Mạc Cửu thì được bảo lãnh, bảo đảm sự an toàn, vẫn giữ được vị trí người đứng đầu để tiếp tục mở mang, khai thác, phát triển các lợi ích của mình. Vì thế, một động thái nhiều ý nghĩa, giá trị và tác dụng nữa đã diễn ra ngay 3 năm sau năm 1708 lịch sử đó. Tháng 4, mùa hạ, năm Tân Mão, tức năm 1711, tổng binh trấn Hà Tiên, Cửu Ngọc Hầu Mạc Cửu đến cửa khuyết, tạ ơn sách Gia Định Thành Thông Chí chép. Trấn Hà Tiên thuộc sứ đảng trong của nước Việt, do chức tổng binh Cửu Ngọc Hầu của triều đình các chúa Nguyễn đứng đầu, từ đấy chính thức ra đời. Năm 1714, Mạc Cửu xin làm thuộc hạ của chúa Nguyễn và được phong chức tổng binh cai trị đất Căn Khẩu. Năm 1724, Mạc Cửu dâng luôn toàn bộ đất đai và được phong làm đô đốc cai trị lãnh thổ Căn Khẩu, đổi tên thành Long Hồ Dinh. Từ năm 1729, Long Hồ Dinh nổi tiếng là vùng đất trù phú nhất vịnh Thái Lan. Năm 1735, Mạc Cửu mất con là Mạc Sĩ Lân, sau đổi thành Mạc Thiên Tứ, được phong làm đô đốc, kế nghiệp cha cai trị Long Hồ Dinh. Gia đình họ Mạc được Ninh Vương Nguyễn Phúc Chú nâng lên hàng vương tôn. Long Hồ Dinh đổi tên thành Hà Tiên Trấn. Năm 1739, Mạc Thiên Tứ lập thêm 4 huyện, Long Xuyên, Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang, Cần Thơ và Trấn Di, Bắc Bạc Liêu. Năm 1755, Nạc Nguyên nhờ Mạc Thiên Tứ dâng chúa Nguyễn lãnh thổ hai phủ Tầm Bôn, Tân An, Long An và Lôi Lập, Gò Công để được về Nam Vang cai trị. Năm 1757, nội bộ nước Cao Miên có loạn, vua Cao Miên là Nạc Tôn phải chạy sang nương nhờ đất Hà Tiên. Lúc đó, Mạc Thiên Tứ thay cha Mạc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên, đã tâu với chúa Nguyễn xin cho quân tướng hộ tống Nạc Tôn về nước làm vua. Sau đó, Nạc Tôn đã cắt đất trả ơn cho Mạc Thiên Tứ năm phủ phía tây nam nước Chân Lạc là Châu Sung, Chân Sung có thể là Trực Sâm, Chan Chun, Chiên Dùng, Trương Dừng, Trục, nay thuộc tỉnh Campos. Chân Sung cũng có thể là phủ Chân Sung, còn gọi là Chân Chiêm, nằm giữa Châu Đốc và Giang Thành, nay là vùng bảy núi An Giang, nơi có núi Chân Sung. Sải Mạt, Chiêu Mi hay Ban Tây Mi, Linh Quỳnh, có thể là các huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo hay Chum Kiri, tỉnh Campos, Cần Vọt hay Cần Bột, Campos, nay là đất tỉnh Campos của Campuchia, và Vũng Thơm hay Hương Úc, Kompong Som. Năm phủ này là vùng duyên hải, ven bờ vịnh Thái Lan, từ Sore Embo tỉnh Cao Hát Công, tức Cổ Công, giáp với vùng người Thái, Xiêm La, kiểm soát cho đến Mang Khảm, Rim. Mạc Thiên Tứ đem đất năm phủ dâng chúa Nguyễn,
Chúa Nguyễn nhập đất Năm Phủ này vào đất Mang Khảm, tức trấn Hà Tiên, đồng thời Chúa cho lập ra hai đạo Kiên Giang, Lỵ Sở là Rạch Giá và Long Xuyên, Lỵ Sở là Cà Mau, đều thuộc trấn Hà Tiên. Năm 1774, Chúa Nguyễn Phúc Khoát chia đảng trong thành 12 dinh, nhưng vẫn để lại trấn Hà Tiên, phong Mạc Thiên Tích, tức Mạc Thiên Tứ, làm đô đốc cai trị. Năm Đinh Mùi, 1787, Chúa Nguyễn Ánh lấy lại được đất Hà Tiên từ tay người Xuyên La. Năm 1788, Nguyễn Ánh đem hai đạo Kiên Giang và Long Xuyên nhập vào dinh Vĩnh Trấn, sau là Vĩnh Long. Nhưng đến thời nhà Nguyễn, Gia Long, Nguyễn Ánh lại tách hai đạo này trả về cho trấn Hà Tiên như cũ. Như vậy, tỉnh Hà Tiên nhà Nguyễn nằm kéo dài bên bờ vịnh Thái Lan, biển Tây, suốt từ Cà Mau đến Hà Tiên, có thời kỳ tới tận tỉnh Kampot và thành phố Sihanoukville, Kompong Som của Campuchia, phía đông giáp với tỉnh An Giang nhà Nguyễn, phía tây bắc, phía bắc và phía đông bắc tiếp giáp Cao Miên. Các chúa Nguyễn và triều Nguyễn đã có chính sách giao thương với nước ngoài đúng đắn, nhất là các chúa Nguyễn ở đàng trong. Bắt đầu từ chúa Nguyễn Hoàng đã thực thi chính sách thúc đẩy thương mại với các nước, trước hết là Nhật Bản, Trung Quốc. Số thương thuyền buôn bán với đàng trong vào đầu thế kỷ 17 đã vượt xa số thương thuyền đến Xiêm, Cao Miên. Đàng trong đứng đầu danh sách các nước Đông Nam Á trong buôn bán với Nhật Bản nhờ chính sách thông thoáng và vị trí địa lý thuận lợi. Đó cũng chính là nhân tố quan trọng giúp kinh tế đàng trong phát triển mạnh. Đi liền với ngoại thương, việc bang giao với nước ngoài của đàng trong cũng khá sôi động. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã gả con gái cho thương gia Nhật, nhận một thương gia Nhật làm con nuôi, thường xuyên trao đổi thư từ, tiếp xúc với Nhật Bản. Người phương Tây được đối xử tốt nhất, Thiên Chúa giáo không bị cấm đoán, thừa sai được sử dụng ngay trong phủ Chúa, làm bác sĩ riêng, làm thầy giáo dạy toán, thiên văn, cố vấn cho các chúa Nguyễn. Triều Nguyễn cũng có chính sách thúc đẩy thương mại với Trung Quốc, Nhật Bản. Quan hệ buôn bán khá phát triển với vai trò thương nhân người Hoa. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.